một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười mười một mười hai là 12 các bạn, 12 ha. Ghi ra 12 12 trên này cũng là 12 nè các bạn. Khi mình bẻ cuốn ra mình thấy 12 12 cái chấm này nè. Đây là sau khi mình lột xong nè các bạn. Bây giờ mình đếm thử coi nó đủ cái số 12 không ha. Đây, số muối của nó nè, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 các bạn, đủ là 12 ha. Thì cái cách này trên mạng chỉ đó thì tương đối đúng các bạn, nhưng mà nó không phân biệt được muối bự hay là muối nhỏ, nó chỉ số muối thôi. Do đó là mình nhìn vô cái chỗ cái cuốn này nè. Đây các bạn thấy cuốn này nè, thì nó có bao nhiêu cái hộp hộp gạo như nè là bao nhiêu muối thôi, nhưng mà nó có phân biệt được là muối bự hay là muối nhỏ. Thì với cách này thì mình nhìn vô đây mình có thể thấy là bưởi nó có muối hay là không có muối thôi. Nhằm khi bưởi mình mua về nó không có cái muối nào hết, thì cách này nó đúng đúng với trường hợp là số muối, chứ nó không có phân biệt muối bự hay là muối nhỏ đó. Khi các bạn mua bưởi các bạn có thể bẻ, các bạn có thể là nhìn cái cuốn, nếu mà cuốn nó bị gãy rồi đó thì các bạn hãy nhìn đây. Còn bưởi mà bưởi chưng thì các bạn không nở bẻ cuốn thì chúng ta rất khó phân biệt được là số muối nó có muối chỏng hay là không có muối. Còn nếu mà các bạn được phép bẻ cái cuốn thì các bạn bẻ cuốn thì các bạn nhìn vô cái số này, còn nhìn vô đây thì cái số hạt gạo của nó có bao nhiêu cái hạt gạo đó thì mình đếm được là bao nhiêu cái muối nè. Bạn thấy cái hạt nhỏ nhỏ không ha. Thì biết được số muối bưởi này có muối hay là ít muối hay là nhiều muối, chứ không phân biệt được nó bự hay nó nhỏ. Sau khi mình lọc ra mình đếm thì nó chính xác các bạn. Chúng ta đếm trên này là được 12 cái hộp gạo, thì như tôi đếm hồi nãy đó thì được là 12 muối. Thì nó có muối bự, muối nhỏ xen kẽ nha, chứ nó không có đồng nhất. Đó, cách này mình làm đúng nha các bạn.